đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực địa tại dự án xây dựng tuyến đường TT377 đoạn quy hoạch mới Chánh thị trấn Lương Bằng từ ngã ba xã Tuần Hưng đến giao với DH71. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giữa năm 2023. Nhà thầu thi công là Liên Xanh Công ty Cổ phần Hoàng Sa, Công ty Cổ phần Tân Thanh Hưng Yên. Thời gian thực hiện 730 ngày, hoàn thành vào tháng 12 năm 2025. Đối với dự án cải tạo nâng cấp DT376 đoạn từ địa phận xã Ngọc Long km 6+50 đến địa phận xã Tân Việt km 12+200, tổng mức đầu tư của dự án là 290 tỷ đồng, giá trị hợp đồng xây lắp 182 tỷ đồng. Đến nay tỷ lệ giải ngân gói xây lắp mới đạt gần 60%. Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Tân Thanh Hưng Yên. Dự án cải tạo nâng cấp mở rộng DT382 đoạn từ nút giao giữa tuyến Chánh DT376 với DT382 giao với quốc lộ 39 và đoạn tuyến quy hoạch mới Chánh ngã tư Tân Việt được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tháng 4 năm 2023. Nhà thầu thi công Liên Xanh Tân Thanh Nhật Minh Tân Thành Đạt. Cả ba dự án trên đều có những khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của một số hộ dân có đất nông nghiệp, đất thổ cư, cũng như việc xây dựng khu tái định cư cho người dân phải giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Các nhà thầu đều tranh thủ khi có mặt bằng thì tập trung nhân lực, máy móc để thi công. Tuy nhiên vì chưa đủ mặt bằng nên tiến độ của ba dự án trên đều chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung. Đối với dự án đường kết nối DT387 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ km 31+100 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nhà thầu đang tập trung máy móc, vật liệu, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phê bình huyện Kim Động và Yên Mỹ còn chậm trong công tác chỉ đạo, điều hành trong giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua đó ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án nói riêng và của tỉnh nói chung. Đồng chí yêu cầu các địa phương này phải quyết liệt tập trung cao độ trong chỉ đạo điều hành để hoàn thiện các khâu liên quan đến giải phóng mặt bằng cho các dự án này. Đối với dự án xây dựng tuyến đường DT377 đoạn quy hoạch mới Chánh thị trấn Lương Bằng và dự án cải tạo nâng cấp DT376 đoạn từ địa phận xã Ngọc Long, chủ đầu tư cần phối hợp với hai huyện Yên Mỹ và Kim Động cần phải hoàn thiện giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất nông nghiệp trong tháng 11 năm nay để các nhà thầu sớm thi công, cố gắng hoàn thành tiến độ trước thời hạn hợp đồng. Nếu địa phương nào để chậm trễ, chủ đầu tư không sát sao với công việc, thì tỉnh sẽ tiến hành đưa vào kiểm điểm cuối năm đối với người đứng đầu đơn vị địa phương đó.